duyên trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dấu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Bong bong, chờ người mai mối để xóm tôi có em chung phòng, để anh thôi tương tư trong lòng, còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em, quanh tay cúi đầu xin phép tia má, cho anh từ đây được làm con ở trong nhà. Thấy ghê hồng, người sống chờ ngày mình lên xe bông. Em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ anh đã chúc xong xuôi đàn trai đi qua rước dâu đông vui, xe hơi kết qua màu trong lòng anh thêm nôn nao. Quang viên hai hò rộn ra hò reo, lứa đôi tình thêm băng mà hai nhà thông gia cười ha ha.
bên phải nhà trai nàng lấy dối ghê. Tiếng nhạc sập xinh đám cưới đôi mình lấn đần. Mấy năm qua rồi cuộc đời anh cứ mãi lòng bồng, chờ người mai mối đây sớm tối có em chung phòng. Để anh thôi tương tư trong lòng, còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em quanh tay cuối đầu xin phép tia má, cho anh từ đây được làm con ở trong nhà thấy ghê hồng. Về sau chờ ngày mình lên xe bông, em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ anh đã chung xong xuôi, đàn trai đi qua rước dâu đông vui, sẽ hơi kết hoa màu trong lòng anh thêm nôn nao. Quang diễn hai hò rộn ra hò reo, lứa đôi tình thêm mặn mà, hai nhà thông gia cười ha ha. Lâu 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 thì ta mới nhậu một lần, vui lên đi cùng nhau say hết đêm nay. Qua ngày mai mình cùng xe đắp tương lai, cầm bàn tay hứa yêu em mai sau này. Giờ lần đã chúc xong xuôi, đàn trai đi qua rất dấu đông vui, sẽ kết hoa màu trong lòng anh thêm nôn nao. Quan viên hai hò rộn ra hò reo, lứa đôi tình thêm mang hòa, hai nhà thông gia cười ha. Nãy giờ bên nhà trai thì đến đây trước là trình chứng tộc nhập gia, sau đó ông bà cô bác thỉnh chỉnh giao. Dạ. Đưa cái mời ông ngoại kìa, ông ngoại ngồi đầu trên nhà uống trước rồi nhắm miệng lễ cho nhập gia đi. Thôi mà mở ông nội trước đi. Thì đúng rồi, mở ông nội trước luôn. Dạ. Hai ly luôn ông ngoại luôn. Hai ly luôn hả? Hai ly luôn. Đụng hết rồi. À, từ từ. Rung cả cái gam, dám dạ cũng chưa cả. Sẽ còn rung rồi. Vậy để chú làm rồi cho con thằng bé ăn. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi một, hai, ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Xây giấc mơ tuyệt vời, năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi một, hai, ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Cùng xây giấc mơ tuyệt vời, năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sống do chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đông đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo. Bây giờ mình trước sau thì cũng làm tiến hành làm buổi lễ thì về thời gian có hạn. Bây giờ cũng xin thưa với quý ông quý bà và thưa với quý tộc hai gia đình được biết hôm nay là ngày 26 tháng 9 là ngày lành tháng tốt. Ngày gia đình có làm lễ vui cho con là con thứ nữ. Nay xin thưa tất cả là gì? Là mình nói về việc hôn nhân á, không có phân biệt tôn giáo nào là tôn giáo nào.
tôn giáo mà cũng thờ của quyền ông bà tất tổ là nguyện ai làm gì để hai thông gia. Trước là nguyện cho ông bà tổ tiên dẫn quyền hết tổ nội ngoại chứng minh cho hai thông gia thì trăm năm con để hạnh phúc. Bây giờ là hai thông gia bắt đầu để làm lễ của quyền. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng. Cháu hai cháu Nam Mô với Đà Phật, cúi sinh dân hương trước củi quyền, cầu trên thất tổ chúng lòng thuyền. Hôm nay vào ngày 26 tháng 9, gia đình con là họ Nguyễn Văn Khánh làm lễ du quy cho con của con là thứ nữ. Nay hai thông gia có nguyện ơn trên ông bà tổ tiên của quyền thất tổ nội ngoại hai bên về cảm ứng chứng minh gia hộ độ cho hai thông gia con được trăm năm và con rể con được hạnh phúc. Nam Mô Di Đà Phật. Và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên. Chờ mình cháu gái theo mà đấy, giờ thôi giờ nó chờ cho cháu mình nó trang điểm xong ra cho hai cháu nó lập xong rồi là chuẩn bị với con luôn, chứ hỏi để cho mình cháu trai làm trước, giờ hai đứa nó ra lập xong luôn. Mẹ nói với anh, mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mì ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, cậy người qua mỗi mái trầu cau. Chàng thương em xin lại thương, ba em mẹ em đồng ý, phần làm con cúi đầu xin vâng. Cũng kính thưa chú quý tộc và hai gia đình là xu gia, hai thông gia cũng làm lễ của quyền xong với kính lễ Phật xong, giờ tới hai cháu cũng làm lễ của quyền với cha mẹ, giờ hai con quay về trong cái lễ lại của quyền con. Mình ước mong sao mình sẽ mái nghèo từ đây vui đem đuôi. Cúi kính dân hương trước củi quyền. Đang đi không? Cầu trên thất tổ chứng nhân duyên, độ cho con trẻ duyên bền chặt, phấn phát thịnh hòa dạng bá niên đủ con. Sao ba xá? Sao ba xá? Ba xá con. Sao nữa? Rồi hai con xong, hai con chắp tay hướng đồng ăn tam bảo Đức Phật thầy xá ba xá. Sao ba xá gì con? Sao ba xá? Dạ kính thưa quý tộc và quý hai gia đình là hai xu gia, phần hai thông gia làm lễ của quyền xong, hai cháu làm lễ quyền xong, và kính thưa là tới phần này phần ông bà hiện tiền. Rồi có người heo quay mặt qua nhìn con, từ để mời lại đây. Đây có người heo cầm một tay đâu, để một tay giúp con là giao việc mình ăn rồi. Rồi đây 1 2 3 cười tươi nhiều cái năng nhá, lại này 1 2 3 Trời ơi, rồi, chị đang quay luôn rồi. Đổ luôn tay đây. Tới lúc 2 giờ 10. Tương tự lúc 12 giờ cũng cầm 1 tay nữa. 7 giờ ngoài. 7 giờ 15. 2, 3, cười tươi nhìn con nha. 2, 3, cười tươi nè. Em cầm ly luôn chị vô. Em ly luôn. Vô. Mới lộn lên. Bà tập họ phần này để cho cháu nó xá hay sao lại. Dạ xin thưa là phần cái bánh này để mình làm cho nó mau vậy để tập trung thống nhất. Giờ dạ, kính là thưa bác chú cậu mợ cô dì thím dượng, trong đó có bác xuôi cháu gái nữa nha. Dạ. Mời hai ông bà mình lấy một tay nhìn rượu luôn. Rồi con mời cô nhìn cô. Rồi con mời cô với bác nhìn đây con luôn ạ. Rồi giao rẻ nhìn anh nha. Rồi rẻ có mặt nhẹ nhàng đúng rồi. 2 3 cười tươi giúp con lại nè. 2 3 cười tươi. Ô mình cũng đi cái vô luôn. Cũng đi luôn. Cũng đi cái vô. 2 3 vô. Cậu cùng bác luôn phải không?
Rồi giờ hai con tới phần cha mẹ con rất hay rượu đầy. Đừng quay tôi trời, xấu quá đó. Quay nãy quay đợi trên bàn. Gì chơi quay lén trời, mày không nói trước tao chuẩn bị. Cái này là cũng nói xin thưa với hai bà xôi nha. Cái này là 9 tháng cô mang mà mấy chục năm quản dưỡng tới giờ ngày nay là để con nó báo hiếu là để con báo hiếu là đưa rượu cha mẹ đó, là cha mẹ dân cho con dân hai tay mẹ lên tay. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng được luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà. Chúc chàng tình xuân đậm đà, ngọn nhà nồng ngát hương hoa. Ngày chim đã sơ lòng. Này ơn thứ năm mẹ đang ngon giấc, bỗng nhiên con phóng vật quế nhơ. Đêm hôm tăm tối bất ngờ, mẹ đành thay nghỉ chỗ dơ ướt dầm. Nhường cho con được nằm bên ráo, khi gặp cơn rét bão lạnh lùng. Để con ấm áp không dung, liên thần của mẹ lạnh lùng kể chi. Ơn thứ sáu những khi bú mâm, cùng dưỡng nuôi hôm sớm mỗi ngày. Món ăn thức uống nào sai, máu hòa làm sữa để nuôi dài hài nhi. Nếu chẳng may gặp khi nghèo túng, cha dạy lo làm lụng tơi bời. Đêm ngày hao sức tổn hơi, chịu phần đói khát để thời nuôi con đến ngày hôm nay là con báo hiếu cha mẹ. Giờ đưa mẹ hai tay lên tay. Từ đây xa phút long đông, chàng về đã có kiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng được luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà. Chúc chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng. Từ đây xa phút long đông, chàng về đã có thiếp mà. Ngoại cho hết trơn nhà hai mẹ cha cũng cho xá thẳng hai xá con. Này cá. Giờ phần này không biết giờ tôi mua tôi con cái nữa thôi. Giờ phần này cho anh chị cho mua qua đi. Anh chị nào cực khổ nào đi đứng với nhau đùm bọc với nhau để coi sống với cha với mẹ. Nay chị với anh có chồng thôi thì cho qua đi. Phần này cũng xin thưa với quý tộc là quý gia đình hai họ. Nó phần làm lễ ông bà tổ tiên nguyện này là hai cháu thì cũng làm lễ của quyền tổ ông bà ngoại xong. Cái phần này xin thưa để trả đi về là phần cho họ nhà trai để trình cái lễ với dâu. Đại diện bên đằng trai thì trước thỉnh ông ngoại rồi ông nội rồi anh chị em ông bà cô bác về bên nhà trai. Thôi vậy đi. 6 tháng 9 ngày lành tháng tốt. Có lễ với dâu là trước bên họ nhà trai, là trước cung thỉnh ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ông tộc họ, các bà con, cô bác để đưa cháu về quê chồng. Chuẩn bị là đưa cháu về quê chồng trăm năm hạnh phúc, chuẩn bị. Rồi, vỗ tay cho vui vậy đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Cất thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em lắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không chơi. Đời cắt coi lắm lúc thăng trầm môi tôi, chỉ ước mong sao để mau được giàu lên. Nhờ người mai mối để gước em về môi tôi, nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá thương em nên anh ráng sang năm, mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, chồng đợi anh hứa.
bởi quá thương em nên anh rén sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Làm sao dù cho có sang giàu, thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh để chẳng dối nửa lời. Một vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tòa thè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, chọn một ngày lành anh sẽ qua anh rước em về và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đinh đang pháo nổ rộn ràng từ đây tiếp xe theo cha. Không có em thì anh đây biết xong làm sao, dù cho có sang giàu, thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh để chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm thằng cu. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu trong một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về và đáp cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đinh đang pháo nổ rộn ràng từ đây tiếp xe theo cha. Vô là vô là vô, ngày vui mình cùng đừng ly, dòng tay phu thế càng chén ru tình. Đừng là tình ta say là say là say, ngày vui mình cùng say đi, để năm sau mình đón bé trai đầu lòng. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, còn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Linh đang bao nổ rộn đại từ đây tiếp ở bên nhà.
nói thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Còn ông từ làng bên đã kết hôn kìa, em ok là anh sẽ rước em về. Mình thừa ba má tính cái chuyện trầu cao, một lòng son sắc nguyện trọn đời mình bên nhau. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phòng ba chẳng lo ta sát giai kề, thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát yên bình, quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình. Xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề, thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát yên bình, quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình. Xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng nội và bên ngoại hai bên thì thống nhất luôn đây. Thống nhất cháu nó làm để hai thông gia làm lấy có quyền chờ hai thông gia xá trong ba xá ngoại xá đây. Cháu trai họ gì vậy cháu? Cháu họ gì ạ? Rồi rồi, rồi xá cho ngoại xá. Rồi ngoài anh xui, xe ngoài chị xui anh, xe ngoài cháu ngoài. Xe ba xá luôn nha. Ba xá đi. Em đi. Vô xá ba ra xá ba xuống. Rồi mình hạ thấp nhang xuống mình nhìn lên cho bàn thờ nhìn vô phía trước. Nhìn trước lên cho cho mình coi. Xá là chắc tay dân cái chán này tôi thúc mình nhớ coi. Rồi chắc tay chán đi. Nam mô với Đà Phật, cúi kính dâng hương trước của quyền, cầu trên thất tổ chúng lòng thuyền. Hôm nay vào ngày 26 tháng 9 là ngày lành tháng tốt, gia đình con có làm lễ nhà họ Lê, có làm lễ tân hôn cho con của con là sinh viên đây này. Hai thông gia có nguyện ở trên ông bà tổ tiên cùng thất quyền thất tổ nội ngoại hai bên về cảm ứng chứng minh gia hộ độ cho hai thông gia của con được trăm năm và con rể cho con được hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật, xá cấm hương. Rồi anh xui gái xui trai thương đi, xui trai thương cấm luôn, xui trai thương luôn. Rồi để anh xui trai, rồi anh xui trai cấm luôn đi anh trai. Phần làm lễ ông bà rồi tổ quyền xong thì hai con cháu hướng ông Tam Bảo xá lễ ba xá cho xá xong hai thông gia thì cho nước đây. Rồi anh chị ông làm lễ của quyền xong giờ đến hai cháu ra cũng làm lễ với hai thông gia, trước làm lễ của quyền mà sau làm lễ ông bà hiển tiền. Cúi kính dân hương trước của quyền, cầu trên thất tổ chúng nhân viên độ cho con trẻ duyên bền chặt, khứng khoát thuận hòa dạng bá niên đủ bao xá. Con xa xa ba xá xong con gì 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 ba xá con.
hai con có cha mẹ cũng làm lễ của quyền xong không ăn đảm bảo, hai con chắp tay sát lễ ba sát chắp tay rồi hai con quay phía trước. Phần hai thông gia cũng làm lễ của quyền xong với kính Phật xong, nó đến hai cháu cũng làm lễ của quyền xong kính Phật xong. Giờ kính thưa giờ này tới giờ ông bà hiện tiền, trước là thỉnh ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại ông tộc họ của cháu trai gia đình bước vào bàn hội đồng uống chơi chút miếng rượu để chúc cho vợ chồng được trăm năm và con rể được hạnh phúc. Rồi giờ thỉnh con đưa ông nội cho con ông nội mà. Rồi giao đứng sát với rể luôn, rồi giao đi xin lên xuống giao. Rồi đúng rồi. Rồi con mời rể công rể mời giúp rồi. Anh muốn giao lui tiếp đi cho rồi quay mặt có gì nè. 1 2 3 cười tươi giúp con nha. Đang đẹp nè. Rồi ngủ đi bạn, ngủ. Rồi. Con đưa ông ngoại này nè con. Đưa ông ngoại ly nữa con. Rồi rồi. Rồi cô giao mời ông nội đi. Các bạn nó chứ không bánh chưa nè. Bánh uống nước trà nè. Vậy bắt đầu. Bữa nay mình uống hai ly đế, đế nha đại ca. Ừ. Đế nha. Không dẫn mà không theo. Đi mà không có gì dẫn. Để một tay nhà người của cháu mình ha. Rồi con mời hai ông bà quay mặt qua nhìn con luôn. Rồi đúng rồi, giao lại thẳng lưng lên. Đúng rồi. Hai ba cười tươi lại nè. Hai ba cười tươi giúp con nha. Hai ba cười tươi. Rồi. Hai bà cũng cứ đi tươi giúp. Được chưa? Chắn đít rồi mà ngoại ơi. Chắn đít đi. Chắn đít luôn hả? Ờ. Chắn đít luôn. Đó. Ngoại người lên cho thấy gan như vậy cho đẹp ngoại. Bây giờ xá nha. Xá thẳng hay xá được con? Hay đứa thẳng ngoài hai xá à. Rồi. Một. Hai. Dạ hai ông bà ấy là xong. Phần ghế đến là có trai quên bác chú cậu mợ cô gì dượng của cháu trai cho bước vào bàn hội đồng uống chút uống rượu để chúc hai cháu cho năm mốt đây con đây 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 bây giờ hai ông cũng là trước là chúc cho con ăn sống trăm năm được hạnh phúc đời rồi trên hòa với thận cho chúc hai con về đời rồi cậu cũng chúc hai con luôn ăn năm hạnh phúc luôn rồi rồi chúc cho hai cháu luôn rồi con xin phép con 2, 3, 4 nha. Rồi, cảm ơn. Bác cậu cọ mua vô kỳ thêm dưỡng cũng qua cho qua hết giờ. Con xá thẳng hai xá được con. Rồi xá thẳng hai xá được con. Xá thẳng. Xá được con. Xá luôn nha, xá luôn gì? Hai xá con. Ừ. Hai xá là đẹp hơn qua mới. Đẹp hơn qua. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh để chẳng may đường về chưa đông đã xe có bàn tay chở che em này. Trắng sáng rong nhưng chỉ cần được bên em để sẻ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Hai cha mẹ vậy. Thần nội ngoại cho chắc cha mẹ không cho nên giờ con xá thẳng hai xá nè con. Hai xá. Kêu nó giờ. Nãy bà ba làm giống gì kêu bà ba làm gì đó. Bây giờ cũng xin thưa cái phần này với gia đình. Có ai mai mối gì không? Hay là có là ai mai mối mời ông mai bà mối ra uống rượu có thằng ngày hôm nay ra là không có. Dạ cũng xin thưa cái phần là hai cháu là bây giờ phần chót này ai anh chị của cháu gai, của cháu trai. Công cực khổ với anh chị ở anh em mà đùm bọc với nhau với cha mẹ hôm nay mà em hay anh gì có chào có vợ thì đến uống miếng rượu là chúc cho vợ chồng của anh em thì được hạnh phúc trăm năm lại anh chị với cháu gai cha gia đình có không? Không không có cho qua ha. Rồi qua không đi xa xa con làm gọn giết cái nó bụng rồi đó mới phim quay vừa thôi phim cho mình giờ cũng xin thưa với hai quý tộc hai đình trước là phần làm lễ ông bà tổ tiên quyền thức nạn tổ nội ngoại và ông bà hoàn tiền nó xong hình tình này xin thưa là bế mạc cái phần mà ai có ý kiến gì không mình đưa lên ý kiến xin mời bế mạc cho vui tay đi rồi ông nội chi ngốc ơi anh đừng đi đâu mình ơn mình đến với nhau đi cuộc tình mình giờ ấm no tự do ba má em đã kêu tao mày cuối.
vi hai hộ. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, và ngay bây giờ nghi thức lễ tân hôn chú rể Văn Tý sinh viên cùng cô dâu Ngọc Hân xin được phép bắt đầu. Xin được hân hoan chào đón phóng viên hai họ và quý vị khách quý đã đến tham dự tiệc tân hôn trong buổi sáng ngày hôm nay của chú rể Văn Tý sinh viên cùng cô dâu Ngọc Hân. Và lời nói đầu tiên được phụng thay mặt cho chủ hôn hai gia đình, âm thanh ánh sáng Lực Nguyễn gửi tới toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe để chào thân thương và trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, ông bà ta có câu miếng trầu nên nhẹ phu thê, mẹ cha đã định em về với anh, hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Quý vị thân mến, sau khoảng thời gian quen biết và tìm hiểu, chú rể Văn Tý và cô dâu Ngọc Hân đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Vâng, và niềm vui niềm hạnh phúc ấy được nhân đôi khi có mặt của văn viên hay họ và vị khách quý đến tham dự tiệc tân hôn trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày 9 tháng 11, nhằm ngày 26 tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023. Đó là niềm vui và niềm hạnh phúc lớn nhất dành cho gia đình của chúng tôi cũng như chú rể Văn Tý và cô dâu Ngọc Hân trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, cùng hướng mắt về sân lễ dành một tràng pháo tay thật dày, thật nồng nhiệt chờ đón nơi uyên ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất và rạng ngời nhất trong buổi sáng ngày hôm nay là chú rể Văn Tý và cô dâu Ngọc Hân cùng tay trong tay bước lên lễ đài hạnh phúc. Đại diện của hai đình của chúng ta, những người đã vung vén và đem đến cho chúng ta hai nhân vật đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên sân khấu. Và ngay bây giờ xin mời đại diện họ nhà trai, ông Lê Văn Cư và bà Tô Thị Bạn là song thân của chú rể cùng tiễn về sân lễ. Họ nhà trai chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Cũng xin trân trọng kính mời đại diện họ nhà gái, ông Nguyễn Bắc Khánh và bà Nguyễn Thị Ngọc là song thân của cô dâu Ngọc Hân cùng tiễn về sân lễ. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho đón họ nhà gái chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại trên sân lễ ta đại gia đình hạnh phúc, đại diện họ nhà trai và họ nhà gái cũng như chú rể Văn Tý và cô dâu Ngọc Hân cùng cúi chào ra mắt toàn thể quý vị khách quý. 1, 2 và cô dâu Ngọc Hân cùng tiến về tháp ly, đó những ly rượu hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, từ nay gặp em con tim ngân nga tiếng ngân vang, tiếng yêu tiếng thương gửi trao đến em thêm vô vàng, đôi mắt em như ngọc ngà làm lòng anh say mê như là anh bình minh sáng soi chiếu nơi lẻ loi đắm say. Anh nhìn không xuân vẫn em vẫn xinh tươi, thế giới đẹp hơn khi thấy em cười, đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa khẽ chạm với anh yên đến lạ, tiếng em nói yêu kiều như tình ca nắng chiều, đời này anh có em như là ngàn năm thật phước đó em. Chuẩn bị lên ngày mai anh tới, tiếng cười nói rộn ràng, mong ngủ quá đầy đà.
lòng thờ mẹ kính cha, cho rồng chữ hiếu mới là đạo công. Xin mời chú rể Văn Tý và cô dâu Ngọc Hân cùng dâng rượu cho họ nhà trai, cho đấng sinh thành của mình. Ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thương cùng ai. Xin mời chú rể Văn Tý và cô dâu Ngọc Hân cùng dâng rượu cho họ nhà gái là sinh thân của cô dâu. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy ra che chở đời con. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng rót thật đầy những ly bia và những ly nước ngọt, cùng nâng thật cao để chúc cho gia đình chúng ta kết chặt tình thông gia từ hôm nay. Chúc cho chú rể Văn Tý và cô dâu Ngọc Hân được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và ngay bây giờ xin mời hai đình cùng chạm ly vào nhau để kết chặt tình thông gia từ hôm nay. 1, 2, 3. Ngọc Phụng thay mặt cho chú hôn họ nhà trai, Tiêu Thành cảm ơn tất cả quý vị khách quý đã dành chút thời gian quý báu đến cho buổi tiệc tân hôn trong buổi sáng ngày hôm nay của chú rể Văn Tý, sinh viên cùng cô dâu Ngọc Hân. Trong lúc chiêu đãi và tiếp tổng có điều gì sơ suất, mong quý vị khách quý thông cảm bỏ ra cho gia đình của chúng tôi. Và cũng không quên chúc quý vị chúng ta thật nhiều sức khỏe, có một buổi tiệc thật vui và ngon miệng. Và ngay bây giờ xin mời hai ông xui chay cùng tiến lên phía trước và cùng bắt tay vào nhau. Anh tư
bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô cứu cho quên hết đường về. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó, chi bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau lại ra cho đã cái cuộc đời. Uống cho say 1 2 3 vô, uống cho say cùng nhau nâng ly, tôi ra hân hoan niềm hạnh phúc vui say cho tâm hồn tôi vui, uống cho quên hết sự đời. Cùng vui anh ơi, anh em ta lâu ngày gặp nhau, nước ly ta chúc ngày vui mới, uống cho say ngất cuộc đời. Uống cho say cậu hai anh ba, uống cho say chị năm anh tư, bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô, uống cho quên hết đường về. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó, chi bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau lại ra cho đã cái cuộc đời. Uống cho say 1 2 3 vô, uống cho say cùng nhau nâng ly, câu ca hân hoan niềm hạnh phúc vui say cho tâm hồn phơi phới, uống cho quên hết sự đời. Cả hân hoan niềm hạnh phúc vui say cho tâm hồn phơi phới, uống cho quên hết cái sự đời. Sắc đẹp tình lứa đôi, hôm nay xóm mình đông vui, bìa thư ao mới cập kê đi mừng vui. Hôm nay có đôi mẹ hiền nắm tay dịu dàng với hai cha già quý, dù quy pháo hoa rộn ràng múa lân sập sình nhạc tình ngày xuân. Này cô Tư anh Tám làng trên, sao cô để ảnh đợi mình quá lâu, hôm nay chúng mình gặp nhau tình làng nghĩa xóm họ hàng ta hết ly. Là vui ta vẫn lễ trầu cao, đeo nhẫn cưới cùng nhau ta kết duyên bền lâu. Là vui đôi ta cưới đầu xuân, không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng giá sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bọn bè cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà còn nửa đây là đàn ông, hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau.
trầu cao đeo nhẫn cưới cùng nhau ta kết duyên bền lâu là vui. Đôi ta cưới đầu xuân không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng da sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bồn bè cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà, còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắm trọn đời ta có nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Đôi môi cười hòa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới.
ấy trên vai em buông chân, cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai. Lần đầu gặp gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên, quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè những nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài.